Hôm nay Vi đi quay cái căn nhà mà khách của Vi mới mua được. Cái căn nhà này là khách của Vi chưa nhìn thấy luôn mà tin tưởng đã giao cho Vi mua. Thì hôm nay Vi sẽ quay cái video bên trong của cái căn nhà này cho anh chị em xem luôn. Cái căn nhà này là thuộc thành phố KD và cái giá của nó rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt luôn, thì anh chị em hãy xem hết cái video này để xem bên trong nó nhìn sao và giá như thế nào. Bây giờ mình bước vào cửa đó, thì phía bên tay phải của Vi sẽ là cái phòng study hay là office cũng được. Đây, nhìn ra phía trước có hai cái cửa kính để mình đóng lại, với cái closet rất là bự. Thì cái phòng này mình làm cái phòng ngủ. Thì cái phòng này mình làm cái phòng ngủ cũng được nè. Rồi mình đi ra phía ngoài, đi xuống một xíu, thì ở đây nó có một cái cánh cửa là cái half bath. Đó. Rồi bên này là cái cầu thang đi lên lầu. Và đây là cái nhà bếp. Cái bếp này rất là đẹp. Đó. Cái chỗ rửa chén thì nhìn ra cái cửa sổ. Cái nhà này có sẵn luôn cái tủ lạnh. Nhà này là mới, mới xây luôn, chưa có ai vào ở. Mà khách của Vi mua được giá rất là good deal. Vi sẽ bật mí cái giá của căn nhà này sau cái video này. Và bên kia là không gian phòng khách. Rồi chỗ này thì mình để cái bàn ăn nè. Đó. Cái bàn ăn đây này. Rồi này là wow, cái chỗ đựng đồ ăn thực phẩm rất là rộng. Đó. Này là cái nhà bếp nè, có granite stainless steel appliances luôn. Rồi tủ là 42 inch rất là cao ráo. Đó. Và cái này là cái cửa đi ra cái gara. Thì nó không có cái gara opener thôi, mình chỉ cần là bỏ thêm cái gara opener cỡ 150, có người install vô thì 100 đồng nữa. Rồi. Bây giờ mình đi lên lầu, mình xem ở bên trên 4 phòng ngủ có rộng không nha. Đó, bước lên trên lầu thì phía bên tay trái của Vi sẽ là một cái phòng ngủ. Có cái closet bên này. Phòng ngủ này nhìn ra phía trước nè. Rồi chỗ này là cái game room. Đó. Rồi nó có thêm cái closet bên đây nữa. Cũng nhìn ra phía trước ngồi được luôn. Rồi cái phòng tắm này là share chung luôn cho tất cả mọi người trên này, với lại cái master. Thì bên này còn một phòng nữa nè. Để mình đi bên này đi. Bên này là một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này rộng hơn mấy phòng kia, tại vì phòng này là master. Đó. Double sink nè. Rồi cái phòng tắm đứng. Cái tub ở đây. Cái walk-in closet rất là bự luôn. Đó, bự chưa. Rồi các cửa sổ nhìn ra phía sau. Phía sau là cái sân rất là rộng. Rồi mình đi tiếp hai cái phòng còn lại. Thì ở đây có một cái phòng ngủ khác nữa. Đó.
rồi một cái phòng ngủ khác nữa, với lại cái chỗ máy giặt máy sấy ở đây. Ok, đó là hết trên lầu rồi đó. Và đây là phía sau căn nhà. Cái miếng đất này rất là rộng luôn. Và cái hàng rào phía sau cuối cùng là của Hathaway. Xin chào các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Thì hiện tại Vi đang đứng trong cái căn nhà mà khách của Vi mới mua được. Giá rất là good deal luôn. Cái căn nhà này là gần 2.000 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, và có một cái game room, cái study. Và phía sau, cái sân sau của nó rất là rộng. Cái nhà này có diện tích là 2.001 square feet, cái sân khoảng 6.000 square feet lot. Và giá rất là đặc biệt là 260.000. Mà trong khu này giá base price của nó là không có 260.000 đồng, mà khách của Vi mua được 260.000. Thì nếu mà anh chị em nào muốn mua nhà, đầu tư hay để ở thì hãy gọi cho Vi. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Và hiện tại em có một căn nhà lầu khác nữa, giá cũng rất là tốt. Thì các anh chị em hãy gọi cho em liền. Cái nhà lầu kia thì 1.700 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, và nằm ở zip code là 77084. Nếu mà anh chị em nào muốn mua hay là có biết thêm chi tiết thì hãy gọi cho em. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video.